Quang Kính đẩy cửa ra, Lâm Tử Lạp đi vào theo anh ta. Tông Triển Bạch đang nghe điện thoại, thấy bọn họ đi vào thì ra hiệu im lặng. Lâm Tử Lạp cực kỳ muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nôn nóng đến bốc hỏa, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đợi mà thôi. Mấy phút sau, Tông Triển Bạch cúp máy, vẫy tay với Lâm Tử Lạp, cô tới đây. Lâm Tử Lạp đi qua, đứng trước bàn làm việc. Đưa điện thoại cho tôi. Tông Triển Bạch duỗi tay với cô. Hả? Lâm Tử Lạp mở to mắt, không phải nên nói với cô đã xảy ra chuyện gì ư? Sao lại muốn lấy điện thoại của cô? Tình hình gì vậy? Quang Kính đứng một bên im lặng nhìn trời, cầu xin Tần Lộ Khiết có thể mau chóng trở về. Nếu không, chỉ sợ Tổng Giám Đốc Tông sẽ bị người ta cướp mất rồi. Tông Triển Bạch nhướng mày, không vui nói, không muốn đưa cho tôi. Không phải, Lâm Tử Lạp vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho anh, không có mật khẩu. Tông Triển Bạch nhận lấy, trượt mở màn hình, mở phần điện thoại bấm số điện thoại của mình vào. Anh rũ mắt nhìn chằm chằm màn hình, đột nhiên nhập hai chữ Ngài Tông vào trong danh bạ. Xưng hô này chỉ có Lâm Tử Lạp gọi anh như vậy. Anh ấn gọi đi, chẳng mấy chốc điện thoại anh để trên bàn đã rung lên. Lâm Tử Lạp nhìn Quang Kình, lại nhìn Tông Triển Bạch, bọn họ đang làm gì thế? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người nói đi chứ. Khiến cô sốt ruột như thế có gì vui chứ? Tông Triển Bạch đưa điện thoại cho cô, sau này đừng để tôi không tìm thấy cô nữa. Khi anh muốn liên lạc với Lâm Tử Lạp, chợt phát hiện mình lại không có số điện thoại của cô. Tự nhiên thấy không vui, rất không vui. Lâm Tử Lạp không nhận lấy, chỉ nhìn chằm chằm anh. Quang Kính vội vã hấp tấp tìm cô chỉ là vì lưu số điện thoại của cô thôi. Tông Triển Bạch để điện thoại lên bàn, thở dài, cô chuẩn bị tâm lý trước đi. Lâm Tử Lạp còn chưa hiểu ý câu này của Tông Triển Bạch. Màn hình lớn dùng để quan sát cuộc họp trước mặt đột nhiên sáng lên, hình ảnh nhanh chóng xuất hiện. Trên tòa cao ốc của công ty Lâm Thị có một người phụ nữ mang thai đang đứng, hình như muốn nhảy lầu. Xe cảnh sát, phóng viên, người hóng chuyện vây kín dưới lầu. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng khóc la không dứt bên tai. Xuyên qua màn hình, Lâm Tử Lạp cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn ở hiện trường. Cô cứng đờ nhìn về phía Quang Kình. Đây là có chuyện gì vậy? Người phụ nữ này là người mua tòa nhà của ba cô đầu tư xây dựng. Bây giờ xuất hiện sụt lún. Đương nhiên cô ta không muốn căn nhà kia nữa. Nhưng theo hợp đồng lại không trả được. Đứng trên sân thượng muốn tự sát, ép ba cô trả tiền. Lâm Tử Lạp hít một hơi khí lạnh. Người lắc lư, cô ta sẽ không thật sự muốn nhảy lầu chứ? Dù tiền quan trọng thật, nhưng mạng người càng quan trọng hơn, huống hồ cô ta còn mang thai. Cô ta không chỉ có một mạng của mình thôi. Ai biết, có lẽ chỉ là thủ đoạn ép ba cô trả tiền, nhưng ba cô cũng biết nếu ông ta đưa ra khoản tiền này, những người sau đó sẽ lấy nhảy lầu uy hiếp mình. Với tình huống của công ty bây giờ, chỉ sợ ông ta không thể trả tiền cho tới mấy người được. Quang Kính lạnh lùng nói, thái độ chuyện không liên quan đến mình. Tâm trạng của Lâm Tử Lạp rất rối rắm, chuyện này không còn cơ hội xoay chuyển hay sao? Quang Kính hất cho cô một chậu nước lạnh, không có. Chuyện ầm ĩ đến nước này, công ty Lâm Thị xem như xong rồi, tòa nhà xảy ra sụt lún kia sẽ không có ai chịu chấp nhận được. Tiền vốn cũng không lấy lại được, Lâm Thị sẽ phải tuyên bố phá sản, Bộ Tư pháp sẽ can thiệp vào tài sản đấu giá, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Lâm Tử Lạp nhìn chằm chằm màn hình, suy nghĩ duy nhất trong đầu là ngăn cản người phụ nữ có thai kia nhảy lầu. Tôi phải đến hiện trường, cô còn chưa dứt lời thì đã chạy ra ngoài. Tông Triển Bạch nhướng mày, đứng dậy ra ngoài theo, Quang Kình. Cậu dẫn theo mấy người đến. Hiện trường chắc chắn rất hỗn loạn, cô chạy đến như vậy có khi sẽ khiến mình bị thương. Quang Kính vừa muốn lên tiếng trả lời, Tông Triển Bạch đã đi ra ngoài, để lại một mình anh ta rối rắm đứng tại chỗ.
đây còn là Tông Triển Bạch cao quý lạnh lùng kia sao? Cho dù ở cùng Tần Lộ Khiết, anh cũng không quan tâm như vậy đúng không? Quang Kính lo lắng, Lâm Tử Lạp hoàn toàn không xứng với Tông Triển Bạch. Anh ta nghĩ, anh ta phải nhắc nhở Tông Triển Bạch một chút, tránh sau này lại xảy ra chuyện gì đó không thể vãn hồi. Ngoài cao ốc của tập đoàn Thanh Hưng, Lâm Tử Lạp đứng ven đường lo lắng đợi xe. Tông Triển Bạch lái xe đến, tôi đưa cô đi. Lâm Tử Lạp nhìn anh một cái, không chút do dự kéo cửa xe ra ngồi vào. Tôi đến ngân hàng một chuyến trước. Cô cần phải rút tiền, vốn cô định dùng tiền này mua nhà, nhưng bây giờ mạng người quan trọng, cô không kịp lo nghĩ nhiều như vậy. Cô có thể cứu mấy người? Một người lấy được tiền, sẽ có nhiều người dùng cách này đòi tiền hơn, cô cho hết được sao? Ở trong mắt Tông Triển Bạch, đây là hành động không có lý trí. Hiện trường có cảnh sát, hơn nữa người phụ nữ kia nhìn qua cũng không muốn nhảy lầu lắm, chỉ muốn dùng cách này ép Lâm Viên Trung trả tiền thôi. Trong mắt những người làm ăn các anh, mạng người không quan trọng bằng tiền sao? Người phụ nữ kia còn đang mang thai, chết rồi sẽ là một xác hai mạng. Đây là nghiệt Lâm Viên Trung gây ra, tôi là con gái của ông ta. Lâm Tử Lạp run rẩy, bất đắc dĩ cười khổ. Tôi biết mình không cứu được ông ta, chỉ không muốn ông ta lại tạo nghiệt thêm thôi. Tông Triển Bạch nhìn chăm chăm sườn mặt của cô. Cuối cùng, cô vẫn mềm lòng với Lâm Viên Trung. Cho dù trước kia vứt bỏ cô, tổn thương cô, nhưng cô vẫn muốn giúp ông ta. Rõ ràng là biểu hiện ngu xuẩn, nhưng trái tim anh lại bị hành động ngu xuẩn như vậy làm xúc động. Tôi bảo Quang Kính mang qua. Anh khởi động xe, sau đó ấn kết nối Bluetooth, gọi điện thoại cho Quang Kính, bảo anh ta mang 3 tỷ tiền mặt qua. Lâm Tử Lạp không ngờ anh sẽ làm thế, vậy cảm ơn anh, trở về tôi sẽ trả tiền lại cho anh. Tông Triển Bạch nhìn cô không chớp mắt. Chúng ta là vợ chồng, không cần tính toán rõ ràng với tôi như thế. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu nhìn anh, cảm xúc của anh che giấu quá sâu, cô không nhìn ra được gì cả, từ từ rời mắt đi, nhìn về phía trước. Chừng 20 phút trôi qua, xe chạy đến công ty Lâm Thị, còn cách một khoảng, Lâm Tử Lạp đã có thể nhìn thấy đám người đang ồn ào. Tông Triển Bạch dừng xe ở ven đường. Không trả tiền tôi sẽ không đi xuống. Người phụ nữ có thai đứng bên mép sân thượng, tay nâng cờ đòi nợ, giằng co với nhân viên cứu hộ. Cảm xúc nhìn rất kích động. Tôi vì mua căn nhà này tốn hết tiền mồ hôi nước mắt của ba mẹ, nhưng cuối cùng lại là một căn nhà sụt lún. Tôi không chấp nhận được. Trả tiền mồ hôi nước mặt lại cho tôi, trả lại cho tôi. Cô ta đứng trên lầu kêu la, người dưới lầu phụ họa. Mẹ chồng của cô ta ngồi trước cổng công ty Lâm Thị khóc lóc, không có tiền thì chúng ta kiếm lại, con xuống đây đi. Mẹ chồng này cũng rất quý trọng đứa nhỏ trong bụng người phụ nữ có thai, khóc đến giọng cũng khàn đi. Người phụ nữ trên lầu hoàn toàn không nghe, chỉ ỷ mình có thai, ép Lâm Viên Trung trả tiền. Lâm Tử Lạp chen vào đám người. Tông Triển Bạch cau mày nhìn bóng người nhỏ xinh của cô xuyên qua trong đám đông, cắn răng đi vào theo. Bảo vệ cô đi về phía trước. Nhân viên cứu viện cầm loa phóng thanh, cô đi xuống trước đi, có chuyện gì từ từ nói, chuyện tiền bạc cũng không phải không thể nói mà. Vị trí cô ta đứng rất không thích hợp để nhân viên cứu viện ra tay. Một bên trò chuyện với cô ta, một bên khác thì đang nghĩ cách. Lâm Tử Lạp đi đến trước mặt nhân viên cứu viện cầm loa phóng thanh kia, có thể để tôi nói chuyện với cô ấy không? Nhân viên không dám tùy tiện đưa cho cô, lỡ như kích thích người phụ nữ có thai kia nhảy xuống, xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tính cho ai chứ? Không trả tiền, nói gì cũng vô dụng, thái độ của cô ta rất kiên quyết. Giằng co suốt 2 tiếng, người phụ nữ có thai phơi nắng đến đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn không chịu thua. Xin tin tưởng tôi sẽ không kích thích cô ta đâu, Lâm Tử Lạp cầu xin. Nhân viên cứu viện hơi do dự,
đưa loa phóng thanh cho cô. Vào lúc Lâm Tử Lạp nhận lấy loa, muốn nói với người phụ nữ có thai kia là mình sẽ cho cô ta tiền, đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên. Người phụ nữ kia trượt chân, suýt chút đã rơi xuống, rước lấy tiếng thét chói tai ở bên dưới. Sống hay chết, chỉ là trong nháy mắt. Mẹ chồng của cô ta cũng giật cả mình, ngồi tại chỗ gào khóc. Lâm Tử Lạp cũng đỡ người mất một lúc, máu trên người như đông lại. Bình tĩnh lại một lát, cô mới tìm thấy giọng nói, chỉ cần cô chịu đi xuống, tiền cô mua nhà, tôi cho cô. Rõ ràng người phụ nữ không tin cô đừng hòng lừa tôi đi xuống, tôi sẽ không tin cô đâu. Tôi không lừa cô, tôi thật sự sẽ cho cô không nghĩ cho mình, cũng không nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng mình hay sao? Lâm Tử Lạp tiếp tục khuyên bảo. Dường như cô ta bị chạm vào chỗ đau, cảm xúc hơi kích động, tôi là nghĩ cho con mình mới có thể đứng ở đây, cô cho rằng chúng tôi có thể mua một căn nhà dễ dàng lắm sao? Lấy hết tất cả tiền để dành chỉ muốn một cái nhà yên ổn, nhưng tôi dám để cho con mình ở trong căn nhà không an toàn. Lúc nào cũng lo lắng nó sẽ sụp đổ, đẻ chết chúng tôi ở bên trong ư. Lâm Tử Lạp biết điều cô ta quan tâm, biết cô ta đang lo lắng điều gì, sợ hãi điều gì, đặt mình trong hoàn cảnh người khác. Tôi biết cô là muốn cho con mình một ngôi nhà, tôi rất hiểu, chỉ cần cô chịu đi xuống. Tôi nói rồi, tôi sẽ cho cô tiền. Tôi dựa vào cái gì mà tin cô? Nếu tôi đi xuống, cô không đưa cho tôi thì phải làm sao? Người phụ nữ vẫn không chịu bỏ qua. Lâm Tử Lạp mím đôi môi khô khốc. Tôi không lừa cô, tôi là con gái của Lâm Viên Trung. Tôi sẽ không lừa cô. Cô ta là con gái của tên gian thương Lâm Viên Trung kia. Ba nợ con trả tiền cho tôi. Trả tiền cho chúng tôi. Lâm Tử Lạp lập tức bị vây quanh. Trả tiền cho chúng tôi. Trả tiền cho chúng tôi. Một người đàn ông kích động duỗi tay túm lấy Lâm Tử Lạp. Tông Triển Bạch nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra ôm lấy thắt lưng Lâm Tử Lạp. Kéo cô vào trong lòng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông duỗi tay kia. Người đàn ông bị chừng đến sừng sốt. Khí thế kiêu ngạo lập tức mất đi ba phần. Mạnh miệng nói. Thiếu nợ trả tiền là chuyện hiển nhiên. Ba của cô ta nuốt tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi. Ba cô ta không ra mặt, tiền này cô ta phải trả. Đúng vậy, ba nợ con trả. Ba cô ta không đi ra, tiền này cô ta phải trả. Có người phụ họa. Chẳng mấy chốc những lời này được mọi người tán thành, ùn ùn kéo đến, trường hợp lại lần nữa mất khống chế. Người phụ nữ có thai trên lầu cũng được nhân viên cứu hộ lợi dụng lúc cô ta không chú ý cứu xuống. Lúc Quang Kính dẫn người đến, Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp bị người vây quanh bên trong, hoàn toàn không thể ra ngoài được, trừ khi biết thuật độn thổ. Cũng may anh ta có dẫn người đến, lại thêm 6 nhân viên cứu hộ, tạo thành một con đường trong đám người, được người Quang Kính dẫn đến mở đường. Tông Triển Bạch bảo vệ Lâm Tử Lạp rời đi, bước vào khu làm việc của công ty Lâm Thị, người đòi nợ bị chặn bên ngoài, không thể vào được. Người phụ nữ có thai được cứu, nhân viên cứu hộ đỡ cô ta đi xuống, khi ngang qua sảnh lớn. Cô ta nhìn thấy Lâm Tử Lạp xuyên qua cửa thủy tinh, đột nhiên hất tay nhân viên cứu hộ ra chạy đến, cô nói sẽ trả tiền lại cho tôi. Quang Kính và nhân viên bảo vệ chặn cô ta lại. Cô ta không vào được, chỉ có thể hô to với Lâm Tử Lạp. Cô nói sẽ cho tôi tiền, nếu cô gạt tôi, cô sẽ không được chết tử tế đâu. Kiếm tiền không có lương tâm, chết rồi cũng sẽ xuống 18 tầng đại ngục. Tông Triển Bạch nhíu mày, lạnh lùng nói, đuổi người ra ngoài. Quang Kính vừa định ra tay, Lâm Tử Lạp gọi anh ta lại. Đợi đã. Cô quay đầu nhìn về phía Tông Triển Bạch. Tôi biết anh cảm thấy tôi ngốc cho khoản tiền này rồi. Sau đó sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu không phải bị ép đến hết cách, ai muốn lấy mạng sống ra đùa giỡn chứ? Cô ta chỉ muốn một ngôi nhà, cho con mình một ngôi nhà. Nhưng lại bất hạnh gặp phải ba tôi mà thôi. Giống như lời cô ta nói,
Nếu tôi không thực hiện lời hứa của mình, tôi sẽ lo lắng, vì tôi hiểu tâm trạng của cô ta. Hiểu tâm trạng cô ta muốn cho con mình một ngôi nhà. Vì cô cũng từng muốn cho con mình một gia đình đầy đủ, tuy biết nó rất xa vời, chỉ sợ cả đời này cũng không thực hiện được. Cô rất nhỏ bé, gầy như vậy, như một trận gió cũng có thể thổi cô bay mất. Nhưng lúc này, đôi mắt trong suốt sáng ngời kia lại tràn đầy kiên định. Là sự kiên định anh chưa từng thấy bao giờ. Thoáng chốc có hơi ngơ ngác, anh nhìn Lâm Tử Lạp, nhưng lại nói với Quang Kính, đưa tiền cho cô ta. Quang Kính hiểu ý, nhìn thoáng qua người phụ nữ có thai, đi theo tôi. Lúc này Lâm Viên Trung vội vàng đi tới, ông ta luôn trốn trong phòng làm việc, biết Tông Triển Bạch và Lâm Tử Lạp tới mới dám đi ra. Nhìn thấy con gái, như nhìn thấy hy vọng vậy. Lạp Lạp, ông ta hơi kích động, con đến cứu ba rồi. Lâm Tử Lạp hờ hững, ông còn bao nhiêu tiền? Lâm Viên Trung sửng sốt, không ngờ cô lại hỏi mình có bao nhiêu tiền, nếu ông ta có tiền cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Ba không có tiền, Lâm Viên Trung nói thật. Cái gì? Lâm Tử Lạp không tin, cho dù Lâm Viên Trung bị người ta ép đòi nợ, ông ta cũng không thể không có chút tiền được. Ông không nói thật, ai có thể giúp ông chứ? Sắc mặt Lâm Viên Trung khó coi, không chịu nói. Lâm Tử Lạp không muốn lãng phí thời gian với ông ta, ông đã không muốn nói, vậy tôi cũng không ép ông. Cô nhìn Tông Triển Bạch, chúng ta đi thôi. Tông Triển Bạch duỗi tay ôm bảo vai cô, hơi gật đầu, được nhân viên bảo vệ hộ tống rời khỏi khu vực làm việc. Lâm Viên Trung luống cuống, mắt thấy Lâm Tử Lạp sắp đi thì nghiến răng, nói thật ra, ba không còn bao nhiêu tiền cả. Ngoài căn nhà chỉ còn khoảng hơn 6 tỷ tiền mặt, đã bị Lâm Hàn Uyển trộm đi rồi. Ba báo cảnh sát, nhưng không tìm được nó. Lâm Viên Trung không muốn nói chuyện này với Lâm Tử Lạp, đứa con gái ông ta thương, lúc ông ta khó khăn nhất, trộm tiền của ông ta bỏ chạy. Còn đứa con gái ông ta vứt bỏ, bây giờ lại đứng ở đây. Ông ta đỏ mắt. Lạp Lạp là ba bị mù rồi, mới có thể. Đừng nói nữa. Lâm Tử Lạp không muốn nghe, càng nghe càng đau lòng. Bán nhà đi, có thể lấy ra bao nhiêu thì bao nhiêu, trả tiền cho những người đó trước. Đó là tài sản duy nhất của ba. Ba, ông ta không nỡ. Ông còn có tiền sao? Lâm Tử Lạp đột nhiên giống to. Ông không trả tiền, lấy lại danh dự, thần tiền cũng không cứu được ông. Ông tự xem mà làm. Thái độ của Lâm Tử Lạp rất dứt khoát. Tông Triển Bạch nhìn cô, trong mắt mang theo mấy phần tán thưởng. Không ngờ cô lại nghĩ được như vậy. Nếu Lâm Viên Trung thông minh, trấn an những người đòi nợ này trước, không làm lớn chuyện lên, sau đó nghĩ cách xoay sở tiền, có lẽ còn có thể cứu được Lâm Thị. Rời khỏi Lâm Thị, Tông Triển Bạch đi công ty, Lâm Tử Lạp trở về biệt thự, hôm nay không đi làm. Tông Triển Bạch kêu cô về nghỉ ngơi, sắc mặt cô không được tốt lắm. Lâm Tử Lạp cảm thấy mệt mỏi, nằm trên giường lại không ngủ được, đầu óc rất rối ren, nghĩ rất nhiều chuyện. Nhưng đều không có manh mối, dứt khoát đứng lên, má Vương đang lau cửa sổ, cô đi qua, để tôi giúp má. Má Vương xua tay, không cần, không cần, lát nữa sẽ có người đến giúp. Mỗi cuối tuần đều sẽ có người cố định đến đây tổng vệ sinh, mặt cỏ, cây cối trong sân đều cần cắt sửa. Chỗ bình thường bà không dọn dẹp được trong nhà cũng sẽ có người quét tước. Biệt thự lớn như vậy, một mình bà sao có thể dọn dẹp sạch sẽ? Bà là một người chịu khó, không thích rảnh rỗi, cửa sổ thủy tinh có nhân viên đặc biệt đến lau. Rất nhiều nơi bà không lau được người ta cũng lau sạch. Lâm Tử Lạp bị má Vương đẩy đến ngồi trên sofa. Bà rửa tay, cô muốn ăn trái cây gì? Tôi rửa cho cô. Táo, Lâm Tử Lạp thuận miệng nói. Được, má Vương vào phòng bếp.
Lâm Tử Lạp vùi người trên sofa phòng khách, nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất. Phía trên có bọt biển màu trắng má vương đang lau chảy xuống từ trên thủy tinh. Cô nhìn đến ngơ ngác. Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Cô lấy ra, nhìn thấy số điện thoại của Hà Khiếu Thiên, đáy lòng căng thẳng. Chẳng lẽ anh ấy điều tra ra rồi? Tay cũng vô thức run rẩy, ấn nghe máy, alo. Chẳng mấy chốc giọng nói của Hà Khiếu Thiên đã vang lên, Lạp Lạp, là anh. Giọng nói của Lâm Tử Lạp rất căng thẳng, Đầu bên kia im lặng một lúc mới nói, người phụ nữ mà em nói đã chết rồi. Cái gì? Hà Khiếu Thiên còn chưa nói xong, đã bị Lâm Tử Lạp kích động ngắt lời. Sao lại chết chứ? Rõ ràng bà ta rất khỏe mạnh, cũng không già, sao lại nói chết thì chết được? Lạp Lạp, Hà Khiếu Thiên nhỏ giọng kêu cô, an ủi tâm trạng đang kích động của cô, em đừng sốt ruột, chuyện này cũng không cần thiết phải điều tra từ bà ta. Lâm Tử Lạp nắm chặt điện thoại, vẫn không thể bình tĩnh được, nhưng cô cũng không biết vì sao mình lại mất bình tĩnh như vậy. Là sợ hy vọng tan vỡ, hay là cái gì khác, cô không biết. Chỉ biết trong lòng hơi rối rắm. Cô rũ mắt, không có chút manh mối nào sao? Là cô nghĩ nhiều rồi ư? Hà Khiếu Thiên im lặng. Hai người không ai cúp máy, nhưng cũng không nói gì. Bầu không khí yên lặng đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Một lúc lâu sau đó, Hà Khiếu Thiên lên tiếng, Lạp Lạp, anh muốn nói lại thôi, em thật sự rất muốn biết ba của đứa nhỏ là ai sao? Lâm Tử Lạp cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, ánh sáng vụn vặt bên ngoài chiếu xuống khiến cái bóng lắc lư, cô tự hỏi mình, thật sự rất muốn biết ba của đứa nhỏ là ai sao? Lâm Tử Lạp tự hỏi mình, suy nghĩ này bắt đầu có từ lúc nào? Là khi phát hiện manh mối từ trên người Tông Triển Bạch, cô mới có xúc động muốn biết ư? Nếu đáp án khiến em thất vọng, không phải người mà em nghĩ, em có còn muốn biết không? Hà Khiếu Thiên hỏi tiếp. Vấn đề liên tục kéo đến, Lâm Tử Lạp không biết nên trả lời thế nào. Có lẽ trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn. Sao lại không nói lời nào? Hà Khiếu Thiên ép hỏi. Tình cảm trên thế giới này có trăm nghìn loại. Có một loại gọi là lâu ngày sinh tình. Cô và Tông Triển Bạch ở cùng dưới mái hiên có thể nảy sinh tình cảm không? Đây cũng là lý do Hà Khiếu Thiên ép hỏi cô. Lạp Lạp, em đang nghe. Lâm Tử Lạp ngắt lời anh ấy, sợ anh ấy lại nói ra điều gì cô không trả lời được. Bây giờ nước A đang là buổi tối. Hà Khiếu Thiên đứng ven đường nơi nước lạ, đèn đường chiếu dáng vẻ của anh ấy xuống đất, kéo ra một cái bóng rất dài. Anh ấy cúi đầu nhìn cái bóng của mình, thật ra anh ấy cũng không biết người đàn ông đêm đó có phải Tông Triển Bạch, đối tượng mà Lâm Tử Lạp nghi ngờ hay không. Người phụ nữ kia đã chết rồi, camera trong khách sạn cũng bị xóa mất. Nhưng anh ấy vẫn điều tra ra được. Anh ấy cầm ảnh của Lâm Tử Lạp hỏi trong khách sạn, một nhân viên phục vụ nhận ra Lâm Tử Lạp, còn nói rõ ràng tình huống đêm đó cho anh ấy. Đúng vậy, người kia thật sự là Tông Triển Bạch. Anh ấy không muốn thừa nhận, cũng không muốn để Lâm Tử Lạp biết. Có đứa nhỏ là còn dính dáng, cho dù Tông Triển Bạch không thích cô, có thể vì đứa nhỏ mà. Anh không dám nghĩ tiếp. Anh không muốn cho Lâm Tử Lạp biết. Anh thích cô, muốn chăm sóc cô. Rõ ràng là anh gặp được cô trước. Lúc cô vẫn là một đứa nhỏ, anh đã gặp cô rồi. Lạp Lạp, anh tra ra người đàn ông đêm đó. Hà Khiếu Thiên nắm chặt điện thoại. Lâm Tử Lạp hồi hộp, trái tim như kẹt ở cổ họng. Bỗng nhiên cô bị một bóng đen bao trùm, cô quay đầu lại. Người tới đi ngược sáng, khuôn mặt sắc nét trốn trong ánh sáng. Xuyên qua ánh sáng che phủ, thấy rõ người đứng sau là ai. Ánh mắt cô đột nhiên mang theo căng thẳng và đề phòng. Rồi lại xuất hiện hy vọng khó hiểu.
hy vọng Hà Khiếu Thiên nói ra kết quả mà mình đoán. Là một người địa phương, giọng nói của Hà Khiếu Thiên vang lên qua micro. Đáp án này giống như sấm rền nổ tung trong lòng Lâm Tử Lạp. Người địa phương. Nói cách khác, khi cô nhìn thấy trên người Tông Triển Bạch chỉ là trùng hợp thôi. Suy đoán của cô cũng là sai lầm ư? Lạp Lạp, em có đang nghe không? Em còn có việc, cúp máy trước. Lâm Tử Lạp bối rối cúp máy, có lẽ vì cô quá hoảng hốt, điện thoại rơi xuống kêu cụp một tiếng. Cô vừa định cúi người nhặt lên, Tông Triển Bạch đã giành trước. Anh hơi híp mắt nhìn số điện thoại trên màn hình. Nói chuyện điện thoại với ai mà thấy tôi căng thẳng thế? Lâm Tử Lạp ra vẻ bình tĩnh. Tôi đâu có căng thẳng, là anh đột nhiên xuất hiện khiến tôi giật mình ấy chứ. Tông Triển Bạch cười. Anh cúi người nhìn chằm chằm người phụ nữ giả vờ bình tĩnh. Vậy sao? Lâm Tử Lạp bị anh nhìn đến lạnh sống lưng. Cổ họng căng thẳng không nói nên lời. Lúc này má Vương Bưng Táo đã cắt đi tới, giải vây cho Lâm Tử Lạp. Đây là táo Tây Hạp chính gốc, vừa ngọt vừa giòn, cô nếm thử đi. Má Vương để táo lên bàn. Lâm Tử Lạp vội vàng trốn khỏi ánh mắt của Tông Triển Bạch, găm táo cho vào miệng. Đúng là rất giòn, rất ngọt, còn nhiều nước nữa. Cô găm một miếng đưa cho Tông Triển Bạch, anh nếm thử đi. Tông Triển Bạch rũ mắt không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm cái tay cầm táo của cô. Lâm Tử Lạp lại đưa đến bên môi anh, nước táo dính lên môi, lạnh, lại cảm giác được vị ngọt. Lâm Tử Lạp trừng mắt, ngọt thật mà. Tông Triển Bạch cắn vào miệng, nhìn cô một cái, nể tình em hiểu chuyện như vậy, tha cho em lần này. Đừng tưởng anh không biết cô đang cố ý đổi đề tài. Má Vương cười, rất biết điều rời khỏi phòng, đi ra bên ngoài xem người ta làm việc. Lâm Tử Lạp mím môi không dám phản bác, anh vừa nhai táo vừa mở cúc áo âu phục để lên sofa, ngồi xuống, nhìn đàn piano để ở chỗ kia. Em biết đàn piano à? Lâm Tử Lạp quay đầu lại nhìn nó, gật đầu, trước kia biết, đã lâu không đụng vào, có lẽ ngón tay cũng không linh hoạt nữa. Nói xong, cô cúi đầu nhìn ngón tay của mình. Tông Triển Bạch cũng nhìn qua, ngón tay cô nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, chỉ là lòng bàn tay có vết chai. Anh nhướng mày, vừa định duỗi tay nắm lấy tay cô lại đứng lên, đi về phía đàn piano. Cô ngồi xuống trước đàn, ngón tay nhẹ nhàng rơi trên phím đàn, một tiếng vang tinh giòn giã truyền ra theo đó, trong trẻo dễ nghe. Cô nắm tay tìm cảm giác. Tuy đã lâu không chạm vào, nhưng cũng đã học rất nhiều năm, vẫn có can đảm xuống tay. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Khi ngón tay cô bấm xuống, khúc nhạc du dương, đau thương và vui vẻ từ từ vang lên. Đây là khúc nhạc đầu tiên cô học, cũng là khúc cô thích nhất. Cảnh của quá khứ xuất hiện trong đầu cô, có vui vẻ, có đau thương. Cuộc đời cô tuy ngắn ngủi, nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện. Tông Triển Bạch nhìn chằm chằm bóng lưng cô, như đang im lặng suy nghĩ điều gì đó. Vết chai trên tay cô là có khi ở nước A sao? Bị bà vứt bỏ, có phải rất đau lòng không? Anh nghĩ đến ngơ ngác, đột nhiên bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Hình như anh không vui vì tiếng chuông không thích hợp này, nhíu chặt mày. Lâm Tử Lạp nghe thấy âm thanh, dừng động tác trên tay lại. Bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Tiếng chuông điện thoại càng thêm rõ ràng. Lâm Tử Lạp đứng dậy đi tới, tò mò vì sao anh không nghe máy. Đi đến, đã nhìn thấy tên trên điện thoại, Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp ngồi xuống đối diện anh, là cô Tần, sao lại không nghe? Tông Triển Bạch nhìn cô, như đang chê cô nói nhiều. Đương nhiên không muốn nghe mới không nghe. Mà người điện thoại rất có kiên nhẫn, anh không nghe nó cứ mãi reo lên, reo đến khi anh nghe mới chịu bỏ qua. Lâm Tử Lạp cười, là sợ tôi nghe hai người nói chuyện sao?
vậy tôi không làm phiền anh nữa. Nói xong cô đứng lên, vừa định đi đã bị Tông Triển Bạch nắm lấy cổ tay kéo lại. Lâm Tử Lạp ngã trên đùi anh, cô vừa định nhúc nhích, đã bị Tông Triển Bạch ôm lấy eo. Tay kia thì nghe điện thoại. Lâm Tử Lạp nhíu mày, anh nghe điện thoại của Tần Lộ Khiết thì ôm mình làm gì? Để mình nghe bọn họ lời ngon tiếng ngọt sao? Tâm trạng cô tự nhiên trở nên nặng nề, dùng sức tránh né. Cô càng tránh Tông Triển Bạch ôm càng chặt, nhỏ giọng, đừng nhúc nhích. Lâm Tử Lạp còn muốn nhúc nhích nữa, môi của Tông Triển Bạch đã dán bên tai cô, hơi ý cảnh cáo, ngoan một chút để tôi nghe điện thoại, nhé. Lâm Tử Lạp không dám nhúc nhích nữa, yên tĩnh lại trong giọng nói trầm khàn của anh. Tông Triển Bạch cong môi, tựa như rất vừa lòng vì Lâm Tử Lạp im lặng, ngón tay anh lơ đãng sờ thịt trên lưng cô cách một tầng vải. Nghe điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói dồn dập của một người đàn ông, Tổng Giám Đốc Tông, cô Tần xảy ra tai nạn xe, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Cái gì? Tần Lộ Khiết xảy ra tai nạn xe cộ. Vì ngồi gần, ngay cả Lâm Tử Lạp cũng nghe thấy. Cô quay đầu nhìn Tông Triển Bạch, lúc này anh đang nhìn cô, cũng rất bất ngờ vì tình huống này, chuyện khi nào? Một tiếng trước, Tông Triển Bạch buông Lâm Tử Lạp ra, đứng lên lấy áo khoác, sau khi đi mấy bước mới nghĩ tới vẫn còn Lâm Tử Lạp ở đây, anh nhìn cô, tôi phải qua đó một chuyến. Lâm Tử Lạp cũng nhìn anh, đi đi. Đó là bạn gái của anh, người phụ nữ anh thích, bây giờ gặp nguy hiểm, anh muốn đi cũng phải. Anh mím môi, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Mặc áo khoác và sải bước rời đi vừa gọi điện thoại, đặt vé máy bay đến nước A cho tôi, chuyến bay gần nhất. Lâm Tử Lạp nhìn bóng lưng biến mất sau cánh cửa của anh, cười chua xót. Đây mới là quỹ đạo vốn có. Cô là cô, mà bọn họ là bọn họ. Cô là thứ dư thừa, rõ ràng bọn họ là một đôi người yêu yêu nhau, lại bị cô phá hoại. Cậu chủ vội vàng đi đâu thế? Má Vương đi vào hỏi. Khó khăn lắm mới về sớm một lần, hai người không nên ở lại bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn sao? Công việc có bận rộn như vậy ư? Má Vương không hiểu, rất không hiểu. Còn rất không vui. Tiền còn chưa đủ nhiều ư? Chẳng lẽ chuyện lớn cả đời không quan trọng à? Lâm Tử Lạp mím môi cười. Cô Tần xảy ra tai nạn xe cộ, anh ấy đi xem thử. Sắc mặt Má Vương lập tức trở nên nặng nề. Bây giờ mới yên tĩnh mấy ngày, người phụ nữ kia lại gây chuyện rồi. Cô ta xảy ra tai nạn giao thông thì phải tìm bác sĩ chứ. Cậu chủ cũng không phải bác sĩ, chẳng lẽ có thể chữa bệnh cho cô ta à? Má Vương không được vui lắm, trên mặt đã viết ra mấy chữ tôi không vui luôn rồi. Lâm Tử Lạp đi qua, lấy lá cây trên vai Má Vương xuống, bình tĩnh nhìn về phía nhân viên cắt sửa cây cối cách đó không xa. Má Vương không nhìn ra được tôi mới là một người dư thừa ư? Bọn họ mới là kẻ yêu nhau thật lòng. Cái gì? Cậu chủ và cái đồ vợ bé kia yêu nhau thật lòng. Má Vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có ai nói chồng mình và người phụ nữ khác yêu nhau thật lòng ư? Đầu óc cô bị nước vào à? Cô mới là người vợ bà chủ quyết định cho cậu ấy. Cô là theo lời mai mối của ba mẹ. Cô ta tính là cái gì? Má Vương oán hận chừng Lâm Tử Lạp. Cậu ấy đi là cô cho đi luôn. Có thể tranh giành một chút không? Lâm Tử Lạp thầm cười khổ trong lòng, đưa tay ôm lấy bà lão đáng yêu này. Lâm Tử Lạp biết bà là vì tốt cho mình, hy vọng mình và Tông Triển Bạch hòa hợp. Nhưng bà không hiểu quan hệ giữa cô và Tông Triển Bạch. Má Vương, dì đối xử tốt với con như vậy, nếu con không nỡ đi thì phải làm sao đây? Má Vương ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Lạp, cô muốn đi đâu? Tục ngữ nói lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Cô lấy Tông Triển Bạch, chính là người của nhà họ Tông, cô còn đi đâu? Trong mắt Má Vương, người vợ phu nhân tự quyết định mới là người vợ thật sự của Tông Triển Bạch.
đám yêu ma quỷ quái khác bà đều không chấp nhận. Còn mười mấy ngày nữa, hôn nhân của cô và Tông Triển Bạch đã đủ một tháng rồi, đến lúc đó cô cũng nên rời đi. Lâm Tử Lạp kéo má Vương, tôi muốn đi ra ngoài một lát. Được, tôi đi với cô. Má Vương rất quen thuộc tình hình ở đây, đúng lúc có thể trò chuyện với cô. Lâm Tử Lạp ăn bữa tối xong trở về phòng, nằm trên giường lăn qua lộn lại, tới nửa đêm, buồn ngủ lắm mới từ từ thiếp đi. Nước A, Tông Triển Bạch xuống máy bay, nhân viên Tạ Bác đi theo Tần Lộ Khiết đợi ở lối ra của sân bay, thấy Tông Triển Bạch đi ra thì bước nhanh đến nghênh đón. Tổng Giám Đốc Tông, bây giờ người sao rồi? Tông Triển Bạch vừa đi vừa hỏi. Tạm thời đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, được sắp xếp vào phòng bệnh rồi. Nhưng Tạ Bác muốn nói lại thôi, hình như không biết nên nói thế nào. Tông Triển Bạch lạnh lùng nói, đừng có thừa nước đục thả câu với tôi, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tạ Bác nâng mắt nhìn thoáng qua Tông Triển Bạch, lại vội vàng rời mắt đi, cô Tần sinh non rồi. Tông Triển Bạch dừng chân, híp mắt lại, cậu nói cái gì? Khí thế mạnh mẽ của anh ép xuống, khiến người ta không thở nổi. Tạ Bác nuốt một ngụm nước miếng, cô Tần sinh non rồi. Bác sĩ nói cô ấy mang thai sắp 3 tháng, vì bị tai nạn nên không còn nữa. Tông Triển Bạch như bị sét đánh. Anh tức giận siết chặt tay, không biết đang tức giận điều gì. Anh càng bước nhanh hơn, Tạ Bác phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Sau khi lên xe, Tạ Bác im lặng lái xe, không dám thở mạnh, sợ chọc giận người đàn ông ngồi ở ghế sau. Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở bệnh viện. Tạ Bác dừng xe xong thì chạy ra phía sau, vừa định kéo cửa xe, cửa đã bị Tông Triển Bạch đẩy ra, anh ta vội vàng lùi sang một bên. Tông Triển Bạch xuống xe, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này bên này là ban ngày, trong nước đã là ban đêm. Anh buông tay nhìn thoáng qua Tạ Bác, dẫn đường. Anh ta lập tức chạy tới dẫn đường, Tổng Giám Đốc Tông, bên này. Xuyên qua hành lang, Tạ Bác dẫn Tông Triển Bạch đi vào phòng bệnh của Tần Lộ Khiết, cô Tần ở bên trong. Tông Triển Bạch đứng yên trước cửa 2 giây mới đẩy ra đi vào. Trong phòng bệnh có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, Tần Lộ Khiết sắc mặt yếu ớt nằm trên giường, thấy Tông Triển Bạch thì muốn ngồi dậy. Bạch, sao? Sao anh lại tới đây? Tông Triển Bạch bước nhanh qua đỡ cô ta, bị thương, đừng lộn xộn. Tần Lộ Khiết vùi trong lòng anh, sao anh lại biết em bị thương? Tạ Bác đứng ở cửa cúi đầu, Tần Lộ Khiết làm như hiểu ra, chỉ vào anh ta, là anh nói với Bạch à? Bác sĩ nói cô nguy hiểm đến tính mạng, tôi bèn tự quyết định thông báo với Tổng Giám Đốc Tông. Ai cho anh nhiều chuyện? Tần Lộ Khiết tức giận cầm gối muốn đập lên người anh ta. Tạ Bác, cậu ra ngoài trước đi. Tông Triển Bạch ôm lấy Tần Lộ Khiết đang kích động, an ủi vỗ lưng cho cô ta. Sao lại gạt anh? Tâm trạng của Tông Triển Bạch rất phức tạp. Tần Lộ Khiết cúi đầu, nước mắt liên tục rơi xuống. Em nói sao đây? Lúc em phát hiện đã 2 tháng rồi, lúc đó anh đã kết hôn với cô Lâm. Em vốn nghĩ đợi anh và cô Lâm kết thúc quan hệ mới cho anh một bất ngờ. Không ngờ. Nói xong, cô ta gào khóc, ôm chặt lấy Tông Triển Bạch. Bạch, con của chúng ta không còn nữa. Cô ta khóc đến tan nát cõi lòng. Bạch, là em có lỗi với anh. Em không bảo vệ tốt con của chúng ta. Tông Triển Bạch cau mày, trong mắt anh có cảm xúc không rõ ràng. Biết mình từng có con, trong lòng anh hơi xúc động. Người đàn ông nào cũng có khát vọng muốn làm cha cả. Người phụ nữ này mang thai con của anh lại điều đến bên này. Nếu anh không điều cô qua đây, sẽ không xảy ra tai nạn giao thông, đứa nhỏ cũng sẽ không bị sinh non. Anh nhắm mắt lại, đây không phải lỗi của em. Là lỗi của anh, là anh điên rồi, muốn tìm cảm giác quen thuộc khó hiểu trên người Lâm Tử Lạp. Từ sau khi rời đi ngày hôm đó,
Tông Triển Bạch đi suốt một tuần không về, Lâm Tử Lạp cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Cô vẫn đi làm tan làm như thường lệ. Nghe nói Tổng Giám đốc Tông đi nước A cùng thư ký Tần rồi. Giờ nghỉ trưa, mọi người tụ tập nói chuyện hóng hớt. Tổng Giám đốc Tông đã đồng ý ngầm thư ký Tần với thân phận là bạn gái anh ấy từ lâu rồi. Đi thăm cô ấy cũng là bình thường. Chỉ là người phụ nữ soi chiếc gương nhỏ, buộc lại tóc dài, liếc bản thân trong gương, cong đôi môi đỏ cười nhạt. Tự cho rằng người phụ nữ trong gương là người đẹp tuyệt thế. Dáng vẻ tự luyến này của cô ta mọi người dường như đã quen rồi, đã sớm cho nó là bình thường. Chỉ là bị lời nói này của cô khiến lòng ngứa ngáy, mọi người dồn dập vây quanh, chỉ là gì vậy? Khóe mặt người phụ nữ liếc mọi người một lượt, Tổng Giám đốc Tông thật sự yêu thích cô ta, còn để cô ta đi nước A sao? Công ty nhiều người như thế, phái ai đi chẳng được. Mọi người vừa nghĩ cái này cũng có lý, nhưng cũng không tán thành. Nếu như theo cô nói, Tổng Giám đốc Tông không thích thư ký Tần, vậy bây giờ vì ở bên cô ấy, đã một tuần không đến công ty rồi, lại chẳng giải thích, phải biết là điều này trước đây chưa từng có. Lời hai người họ nói đều có lý, cách nhìn không giống nhau, đương nhiên sẽ dễ nảy sinh tranh chấp. Còn phải nói, có người nói Tông Triển Bạch yêu Tần Lộ Khiết, có người nói không yêu. Tranh chấp không thôi. Hai, Tiểu Lâm chị nói, Tổng Giám đốc Tông yêu hay không yêu thư ký Tần. Một vị đồng nghiệp kéo Lâm Tử Lạp đang ngồi ở vị trí không nói lời nào, sao chị không tham gia vậy? Lâm Tử Lạp cười khổ trong lòng, thảo luận chồng mình yêu hay không yêu người phụ nữ khác, có phải hài hước lắm không? Đồng nghiệp kéo, lắc Lâm Tử Lạp, chị nói gì đi chứ? Lâm Tử Lạp bất lực, nói ra suy nghĩ của mình, chị không biết, chị vào công ty muộn, không biết rõ việc của họ lắm, chị nghĩ chắc là thích nhỉ, không thích thì sao lại thừa nhận thân phận của cô ấy chứ? Yên tĩnh mất mấy giây, dường như lời của cô ấy nói cũng có lý, nếu như Tông Triển Bạch không yêu Tần Lộ Khiết, vì sao lại thừa nhận thân phận của cô ấy chứ? Thấy chưa? Tôi biết ngay là Tổng Giám đốc Tông yêu thư ký Tần mà. Họ cứ luyên thuyên không dừng, Lâm Tử Lạp mượn cớ đi rót nước, tránh khỏi bọn họ, thời gian nghỉ chưa kết thúc, mọi người đều giải tán, Lâm Tử Lạp mới quay về vị trí làm việc. Cả ngày nay Tông Triển Bạch vẫn không về. Ở công ty nghe xong chuyện ngoài lề của các đồng nghiệp, Lâm Tử Lạp chỉ muốn yên tĩnh một chút, ai ngờ vào đến nhà, má Vương lại lải nhải. Sao cậu chủ lâu như vậy rồi vẫn chưa về? Lâm Tử Lạp cảm thấy đau đầu, cô day day chán, má Vương tưởng cô không khỏe, bước lên hỏi, có phải bị ốm rồi không? Lâm Tử Lạp lắc đầu, không ạ. Vậy cô, oa. Lâm Tử Lạp bỗng ngửi thấy mùi tanh, nhíu mày nhìn má Vương, cô mua cá ạ. Má Vương gật đầu, chỉ món ăn trên bàn, lúc nãy cô đi siêu thị về, buổi tối làm cá cho cháu ăn. Bà còn chưa nói hết câu, Lâm Tử Lạp đã bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Má Vương nhanh chóng đi theo, đứng bên cạnh cửa, nhìn Lâm Tử Lạp, cháu, không phải cháu mang thai rồi đấy chứ? Tuy nói Lâm Tử Lạp và Tông Triển Bạch vẫn luôn ở riêng, nhưng đêm kết hôn đó, bọn họ ngủ cùng một phòng. Lỡ như một lần là có thì sao đây? Má Vương hơi vui mừng nhỏ. Đi, chúng ta đến bệnh viện. Có con rồi, thì kẻ thứ ba, thứ tư gì đó đều phải đứng ngoài cửa. Lâm Tử Lạp lắc đầu. Không cần đâu ạ, cháu. Dạ dày không tốt lắm. Vậy cũng phải đi. Thái độ của má Vương rất kiên quyết. Bà chỉ tin tưởng bác sĩ. Má Vương. Lâm Tử Lạp vùng tay, má Vương không buông, cô cũng là muốn tốt cho cháu. Mau thay giày đi, má Vương kéo Lâm Tử Lạp ra chỗ cửa ra vào. Lâm Tử Lạp cũng không dám cử động quá mạnh, một mặt sợ làm má Vương bị thương, mặt khác sợ làm đứa trẻ trong bụng bị thương. Cạch cạch,
Chính vào lúc Lâm Tử Lạp vắt kiệt não bộ nghĩ xem giải thích với Má Vương thế nào, cửa nhà bỗng bị đẩy ra. Lâm Tử Lạp và Má Vương dường như đồng thời nhìn ra cửa. Tông Triển Bạch sải bước vào, để vest trên cánh tay, cà vạt của áo sơ mi buông thõng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, dưới cằm có ít râu xanh. Gương mặt ảm đạm, nhìn có vẻ là không được nghỉ ngơi tốt, khác hẳn với vẻ phấn chấn mạnh mẽ thường ngày của anh ấy, lộ rõ có phần mệt mỏi. Lần này đi ở bên chăm sóc Tần Lộ Khiết chắc hẳn không nghỉ ngơi tốt, Lâm Tử Lạp âm thầm nghĩ trong lòng. Nhìn rõ là Tông Triển Bạch, Má Vương vui mừng, cậu chủ, mợ chủ có thể đã mang thai rồi. Sắc mặt Tông Triển Bạch không chút thay đổi. Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy khó chịu. Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chỉ có Má Vương không hiểu đầu đuôi, nhìn chằm chằm Tông Triển Bạch, vợ cậu mang thai rồi, cậu không vui sao? Gương mặt của Tông Triển Bạch với cổ tạo thành một đường thẳng, yết hầu di chuyển lên xuống, bình tĩnh mở lời, chúng ta ly hôn đi. Việc sớm muộn, chỉ là không ngờ đến đột ngột vậy thôi. Vốn dĩ là sai lầm đan xen, cũng nên kết thúc rồi. Chẳng có luyến tiếc, chỉ là bỗng nhiên hụt hẫng thôi. Chỗ nào cũng hẫng. Cô cười, được. Cô dứt khoát như thế, dứt khoát đến mức khiến Tông Triển Bạch không kịp phản ứng lại, thậm chí có chút không thể tiếp nhận thái độ như này của cô. Lâm Tử Lạp thở dài nhàn nhạt, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục đi. Nói xong cô ấy quay người về phòng. Má Vương giống như bị sét đánh trúng vậy, họ muốn ly hôn. Hôn nhân là trò chơi trẻ con sao? Cậu chủ, cậu muốn ly hôn. Má Vương cảm thấy nhất định là tai mình xuất hiện ảo giác. Nếu không làm sao lại đột ngột nói ly hôn, hơn nữa hai người còn bình tĩnh như vậy. Tôi mệt rồi. Đối với việc này Tông Triển Bạch không hề muốn nói nhiều, nói xong đi lên lầu. Má Vương ngây người một hồi, lúc hoàn hồn quay người nhìn chăm chú vào bóng lưng của Tông Triển Bạch, đây chắc là hôn sự mà ba mẹ hồi còn sống sắp đặt cho cậu. Bước chân Tông Triển Bạch dừng lại giây lát, rất ngắn ngủi anh ấy tiếp tục bước chân, dẫm lên cầu thang lên lầu. Má Vương vẫn không từ bỏ, mợ chủ mang thai rồi, cậu cũng không quan tâm. Dầm, một tiếng, cửa phòng đóng lại, Tông Triển Bạch đang âm thầm thể hiện sự bất mãn của mình. Đứa trẻ trong bụng Lâm Tử Lạp không phải của anh. Không phải. Nếu như phải, có lẽ anh cũng sẽ không tức giận như vậy. Con của anh chết rồi. Chết rồi. Má Vương cũng bị dọa một trận. Anh rất ít khi nổi giận ở nhà. Đêm này Lâm Tử Lạp dường như không ngủ. Cô độc một mình ngồi ở đầu giường. Trên chiếc bàn bên cạnh dựng chiếc vali đã thu dọn xong. Vốn dĩ cũng chẳng nhiều đồ. Chỉ mấy bộ quần áo và một vài vật dụng hàng ngày. Trời sáng, cô thay quần áo, đi ra khỏi phòng. Tông Triển Bạch cũng đúng lúc vừa thức dậy, ăn mặc chỉnh tề bước xuống, khác hẳn với anh ngày hôm qua. Bộ vest phẳng phiu vừa vặn, ôm trọn thân hình cao lớn của anh, bóng dáng như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cao quý, điển trai, sức hút khó so. Ánh mắt dao động trong không khí, đều rất bình tĩnh. Lâm Tử Lạp mở lời trước, bây giờ vẫn còn sớm, ủy ban chắc vẫn chưa mở cửa, tôi có việc ra ngoài một chuyến. Lúc nói xong cô lại nhìn thời gian, 9 giờ tôi về, anh có thời gian không? Cô ấy phải ra ngoài tìm nơi ở trước, Tông Triển Bạch đột ngột đề nghị ly hôn, cô còn chưa kịp chuẩn bị, việc này là cô sơ suất, phải tìm một con đường lui tốt trước đã. Tông Triển Bạch bước xuống, đi ủy ban, tôi sẽ bảo Quang Kình đi làm. Nói xong đi về phía cửa lớn. Lâm Tử Lạp tự cười châm biếm, sao cô lại có thể quên chứ, làm giấy kết hôn cũng là Quang Kình đưa cô đi. Tông Triển Bạch chưa từng xuất hiện, ly hôn, lại hà cớ gì bắt anh ấy đích thân đi. Hôn nhân của họ nhìn có vẻ như là trời định, từ nhỏ đã định hôn ước.
còn đợi chờ duyên phận gì nữa. Chỉ là từ nay cuộc hôn nhân ngắn ngủi này giống như một câu chuyện cười. Lâm Tử Lạp hít sâu một hơi, nên kết thúc rồi. Tông Triền Bạch ngồi xuống trước bài thức ăn, ăn bữa sáng. Lâm Tử Lạp bước qua, ngồi đối diện anh, cô Tần, vẫn khỏe chứ? Sau khi anh ấy đi thăm cô ta mới ra quyết định, chắc là chuẩn bị cưới cô ta nhỉ? Nhưng người phụ nữ đó có tâm cơ, anh không nhìn ra sao? Không phải Tông Triền Bạch không biết, Tần Lộ Khiết có chút tâm tư nhỏ này, chỉ là tin tức cô ta sảy thai quá sốc. Một người phụ nữ đã ở bên cạnh anh rất lâu, trao tất cả cho anh, lại còn sảy thai, cứ cho là có chút tâm tư thì đã sao? Tông Triền Bạch hơi cụp mắt xuống, lạnh nhạt hừ một tiếng. Có vẻ như không muốn nói thêm về chuyện của Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp cũng không biết mình đang nghĩ gì, chỉ muốn nghe chính miệng anh nói, sau khi ly hôn, hai người sẽ kết hôn sao? Tay Tông Triền Bạch hơi khựng lại, sau đó nhẹ nhàng đặt cốc cà phê xuống, lau miệng xong rồi chậm rãi đặt khăn ăn xuống mới từ từ ngước mắt lên, tôi sẽ cưới cô ấy. Nói xong đứng dậy rời khỏi biệt thự. Quả nhiên là anh ấy yêu Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhưng vì đứa con trong bụng nên cô vẫn uống sữa tươi do má Vương chuẩn bị và ăn trứng chiên. Ăn sáng xong, cô cũng rời khỏi biệt thự. Bây giờ cô phải tìm một ngôi nhà để ổn định cuộc sống trước. Vẫn may là cô còn được tính là may mắn, không cần phải tốn nhiều thời gian đã tìm được một căn hộ hai phòng ngủ. Đủ để cô sống cùng Trang A, giá cả cũng phù hợp, cô đã trả tiền đặt cọc để thuê. Sau khi ký hợp đồng cô rời khỏi trung tâm môi giới, đứng bên đường chờ xe. Cô lấy điện thoại di động ra xem giờ, đã 8 giờ 50 phút, 10 phút nữa là 9 giờ rồi. Cô sợ không về kịp nên hơi sốt ruột, nhưng chỗ này không dễ bắt xe. Lúc gần 9 giờ Lâm Tử Lạp mới chặn được một chiếc taxi. Vừa lên xe, cô gọi điện thoại về biệt thự, má Vương nghe điện, nếu trợ lý Quang đến nhà, dì bảo anh ấy đợi cháu sẽ về ngay. Cô không muốn bị người ta hiểu lầm là cô không muốn ly hôn hay là đang trì hoãn thời gian. Má Vương đồng ý, Lâm Tử Lạp cúp điện thoại, vừa muốn cất điện thoại vào túi thì nhạc chuông cuộc gọi lại vang lên, là Hà Thiếu Khiên gọi đến. Cô nghe điện, giọng anh rất nhanh truyền đến. Lạp Lạp, em ở đâu? Anh đến tìm em, anh quay về rồi. Lâm Tử Lạp nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô đang ở bên ngoài, lát nữa còn phải đi cùng với Quang Kình đến ủy ban. Hiện tại không có thời gian để gặp anh. Vì vậy cô nói, em sẽ gọi cho anh sau. Cô chưa kịp nói xong thì lái xe đã bẻ lái. Lúc đi qua ngã tư thì một chiếc xe tải lớn lao đến, như thể mất kiểm soát, lao thẳng về phía xe của họ. Đồng tử của Lâm Tử Lạp co rút mạnh, trong mắt phản chiếu khuôn mặt dữ tợn của người lái xe tải. Ầm! Hai ô tô va chạm phát ra tiếng động lớn, bởi vì chiếc xe tải chạy quá nhanh nên chiếc taxi đã bị đâm lật ngửa lộn vài vòng, bánh xe lật ngược treo lơ lửng trên dải đai xanh. Chiếc xe tải cũng bị va chạm văng xa hàng chục mét, tông vào một biển quảng cáo rất lớn trước rồi mới dừng lại. Lạp Lạp, điện thoại rơi bên ngoài, vẫn đang vang lên. Giọng của Hà Thiếu Khiên hiển nhiên đặc biệt gấp gáp, tiếng động rất lớn, vừa rồi đã giải thích chuyện gì xảy ra. Mặt Lâm Tử Lạp đầy máu, cô không nhìn rõ mọi thứ xung quanh, đau, rất đau, toàn thân đều đang đau đớn. Không, cô không thể bất tỉnh, cô còn con, cô không thể chết được. Cô cố gắng chịu đựng nỗi đau to lớn, hét lên, có ai không, cứu tôi với. Giọng cô rất yếu ớt. Có vài người dân tốt bụng đã giúp gọi cảnh sát và xe cấp cứu đến giải cứu những người trên xe. Cứu tôi với. Ý thức của Lâm Tử Lạp dần dần mơ hồ, giọng cô càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức không ai có thể nghe thấy. Sau đó cô hoàn toàn ngất đi. Lúc tỉnh dậy, chóp mũi nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Thấy cô tỉnh, Hà Thiếu Khiên kích động nắm tay cô, em tỉnh rồi. Đồng tử Lâm Tử Lạp khẽ chuyển động, nhìn thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh mình là một phòng bệnh trong bệnh viện. Em bị tai nạn xe hơi là do một chiếc xe tải lớn bị hỏng phanh. Lúc anh đến nơi, em đã được cứu ra. Lúc đó toàn thân cô bê bết máu, có máu của chính cô cũng có máu của người lái xe bắn lên. Anh nắm chặt tay cô, em có biết lúc đó anh đã sợ hãi như thế nào không? Anh sợ em cứ thế mà ra đi. Vừa nói, anh vừa tự tát vào miệng mình, xem anh nói cái gì xui xẻo vậy. Lâm Tử Lạp cử động, muốn ngồi dậy, Hà Thiếu Khiên đã giữ cô lại, không cho cô cử động, em không thể cử động, em đang bị thương. Lâm Tử Lạp cau mày. Cô biết mình bị thương, bởi vì bây giờ cô vẫn nhớ như in sự đau đớn khi đó. Nét mặt Hà Thiếu Khiên trầm xuống, nắm tay Lâm Tử Lạp đưa lên môi hôn, giọng nói như bị đè ép, anh có hai tin tức một tốt một xấu, em muốn nghe cái nào trước? Lâm Tử Lạp mở miệng, giọng nói khô khốc, xấu. Đau khổ trước ngọt ngào sau vậy. Sau lưng em bị găm một miếng kim loại nhỏ cần được phẫu thuật loại bỏ. Nếu không, nó sẽ chèn ép các dây thần kinh ở thắt lưng khiến em không thể đi lại được. Lâm Tử Lạp thở phào nhẹ nhõm, vẫn may là không phải đứa bé có chuyện gì. Đây không phải là chuyện xấu đối với cô, chỉ là bị thương mà thôi. Vậy tin tốt thì sao? Cô quay đầu lại nhìn Hà Thiếu Khiên, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng được vẽ mũi và mắt. Không có chút màu máu nào. Hà Thiếu Khiên nắm tay cô ngày càng chặt hơn, em đang mang thai đôi. Cái gì? Sao có thể như thế được? Anh nói gì cơ? Em đã đi siêu âm, rõ ràng là chỉ có một. Là hai, một bé nằm ở thành sau tử cung nên bị bé ở phía trước chặn lại, cho nên không nhìn thấy. Lần này bởi vì bị thương nặng nên mới được kiểm tra tỉ mỉ. Siêu âm 4 chiều có độ chính xác cao hơn siêu âm thông thường rất nhiều. Đó là sự thật, trong bụng cô ấy là một cặp song sinh. Hà Thiếu Khiên cũng không biết mình đang nghĩ gì. Rất mâu thuẫn, hạnh phúc mà cũng không hạnh phúc. Lâm Tử Lạp yên lặng nhìn trần nhà, trong lòng đầy sóng gió, không thể yên tĩnh. Rõ ràng là cô đang cười, nhưng nước mắt lại rơi từ khóe mắt nhỏ xuống chiếc gối trắng. Đây là một trò đùa của ông trời phải không? Có phải vì cô quá cô đơn nên mới cử hai thiên thần đến bầu bạn với cô phải không? Cô bất hạnh nhưng cũng thật may mắn. Lạp Lạp, Hà Thiếu Khiên nắm chặt tay cô không nói gì. Sau khi suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết tâm, đứa trẻ này không giữ lại được không? Lâm Tử Lạp kinh ngạc nhìn anh nói gì vậy? Anh có biết mình đang nói về cái gì không? Cô dùng sức rút bàn tay đang bị anh nắm chặt ra, im lặng chống cự. Em không muốn nghe anh nói, cho dù là ba của hai đứa nó là người nước ngoài thì đã sao? Hai đứa ở trong cơ thể em thì chính là một phần trong sinh mệnh của em. Em có thể từ bỏ sinh mệnh của mình sao? Cô sẽ không bỏ cuộc. 3 tháng rồi, máu thịt, linh hồn của đứa bé từ lâu đã hòa vào cô thành một thể. Tại sao Hà Thiếu Khiên không biết tầm quan trọng của đứa trẻ đối với cô? Anh nhớ rất rõ cảnh cô quỳ trước mặt Trang Kha Nguyệt cầu xin để giữ lại đứa trẻ. Tại sao anh lại nghĩ rằng cô đau lòng, cô buồn bã? Hà Thiếu Khiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, thương tiếc, cuộc phẫu thuật của em phải gây mê, đứa trẻ này không thể giữ được. Thân thể cô khẽ run lên, em có thể không gây mê được không? Em sẽ không thể chịu đựng được đâu. Hà Thiếu Khiên gần như nhảy dựng lên, mắng cô. Cắt ra thịt để lấy dị vật ra mà không gây mê sẽ đau chết người. Lạp Lạp, em nghe lời anh đi. Hà Thiếu Khiên cố gắng thuyết phục, chúng mới được 3 tháng tuổi. Sau này em vẫn có thể có. 3 tháng thì không phải là sinh mạng sao? Thái độ của Lâm Tử Lạp kiên định, em sẽ không từ bỏ.